Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về phi thường cột. Thì cũng như mình nói được clip trước thì hôm nay cái máy mình nó trục trặc, nó hư á, nên hôm nay mình bị gián đoạn nhiều. Thì cái thời gian mà mình đăng clip á, thì khoảng tầm từ trong cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ tối á. Nên khung giờ đó thì chúng ta cũng ai nấy cũng xong công việc rồi, cũng rảnh rỗi, thì chúng ta nên tham khảo và để chúng ta chia sẻ thêm. Vâng, thì như các bạn biết là các clip gần đây thì chúng ta làm về hữu tượng rất là nhiều, tức là chúng ta chơi tượng phải, và hôm nay mình quay trở lại là chơi tả tượng đi. Để khi mình đánh điều hai bên thì anh em sau này có gặp cái biến đánh thì mình cũng dễ dễ nhớ, dễ kiểm soát. Và thì tới đây người ta phi mã ha, rồi lúc này thay vì chúng ta mà đánh hữu tượng chúng ta hay chơi mã quỳ liền luôn. Thì hôm nay chúng ta chơi thúc bình ba, thúc bình ba thì hôm nay mình thúc bình ba đối với bên kia là chơi tam bộ hổ. Nó thì lúc này cái biến trước á, những cái clip trước chúng ta chơi là phi mã luôn, và khi người ta xuất xe thì mình theo xe thì đánh nó lai tạp qua bên cái bình phong mã. Còn biến này thì mình chơi bình pháo ha, bình pháo vào để đe chốt. Nếu bên kia mà vẫn cố chấp xuất xe thì mình sẽ tiến thẳng bình ba liền, cho nên lúc này buộc người ta phải bổ tượng lên để tránh trường hợp mình tiến binh đó. Thì lúc này chúng ta mới đoạt binh luôn. Thì mình cũng hay hay nhắc chung chung với tất cả các bạn rất là nhiều, khi các bạn chọn đánh hình thủ thì chốt rất là quan trọng, chúng ta chiếm được quân nào cứ chiếm. Nhưng mà khi chúng ta chiếm hình trận của mình nó ổn định nha, chứ chúng ta đừng có vội đi chiếm chốt mà cái hình mình nó yếu thì rất nguy hiểm. Tới đây người ta xuất xe thì mình phi mã lên. Và như vậy thì tới đây người ta tiếp tục mở quân hoặc là tiếp tục là tiến xe từng hà. Thì các bạn thấy cái nước xe từng hà này là chưa cần thiết đối với bên đen lúc này, mà người ta sẽ mở luôn cánh quân này, nó sẽ quan trọng hơn. Còn riêng về chúng ta cũng vậy, không nên chơi đối binh là tấn binh 7 lên, tại vì các bạn tấn binh 7 thì lúc này người ta từng hà xe và kích chốt này lên để đánh đấu thôi, nên mình cũng phải tranh thủ mở quân, ưu tiên mở quân ha. Rồi lúc này thì người ta sẽ chơi thúc binh trước chứ không chơi từng hà xe trước. Tới đây người ta thúc binh để tránh trường hợp mà pháo mình quét luôn, cũng như là người ta thúc xe từng hà lên. Nếu mà mình tiến binh 7 người ta sẽ thúc kích đấu ngay. Tới đây người ta mở binh là thông thoáng như mã này, nước sau người ta sẽ bổ sĩ rồi ra xe vân vân. Thì thông thường các bạn chơi là tới đây hay bổ sĩ ra xe lắm, đây là các bạn rất hay chơi. Thì hôm nay mình lại chơi cái nước là tiến quành xe, mình nhường cho bên kia cái chế độ mà chống sĩ để ra xe, chống sĩ ra xe. Lúc này mình đưa xe này qua xiên cung bên kia, một là đưa xe ra kích đấu luôn, hai là tiến xe xuống kìm ngay mã này, nó kìm ngay mã này, hoặc là tiến xe lên từng hà. Thì bạn thấy lúc này kích đấu là chưa cần thiết, nên người ta sẽ tiến xe kìm mã luôn để người ta dò thám rồi mình đánh như thế nào. Và thí dụ mà tới đây các bạn quăng mã liền luôn thì các bạn thấy là cánh cờ mình nó sẽ trống này, đó, người ta sẽ đọt được chốt biên lại. Đó là lý do ta tiến xe xuống để mà kìm mã này. Và còn chúng ta bình tĩnh thì chúng ta có tham khảo, chúng ta cứ để mặt đó, tại có pháo ở phía trên giữ rồi, chúng ta chơi tiến xe lên luôn, là không vội tiến xe qua để mà phong tỏa mã này đâu. Tại vì khi các bạn vừa tiến qua ta sẽ bình ra kích đấu ngay. Đang như thế này nghe, trở lại nha. Nếu bạn tiến ra thế này, ta bình kích đấu, mình đưa ra thì con xe mình lúc này không có tác dụng lớn. Lúc này ta sẵn sàng là tiến thẳng xe lên để giữ, hoặc có thể là ta quay mã về nhờ pháo giữ, sau đó là thối pháo để đánh lòn ở dưới. Cho nên là mình không tiến xe, mình nên tiến quành xe này nữa, tại vì mình sẵn sàng chờ đón cái nước đấu của người ta. Ví dụ người ta ra đấu thì mình sẵn sàng đánh đấu ngay, lúc này sĩ ăn về. Thì thay vì là chúng ta bình xe ra để thế chỗ, nhưng mà chúng ta không chơi vậy, chúng ta chơi thúc binh luôn để mở mở đường thông cho mã này, và mình tận dụng là pháo mình đang đè được một quân mã. Đó, thì lúc này chốt đang qua thì tượng mình ăn lên thôi. Thì tới đây các bạn thấy là bên kia có thể là chơi thối xe về sau đó mới phi mã lên. Còn nếu mà phi mã lên trước thì mình ra xe bắt thì cũng phải thối xe về. Còn thêm một trường hợp nữa, nếu như phi mã sớm thì chúng ta sẽ phi mã lên để mà đánh đấu ngay. Ví dụ phi mã này chúng ta có thể là mình xe ra, cũng có thể là tiến mã lên đi đánh đấu luôn. Thì khi mình tiến mã là pháo này đang bắt xe, đang bắt xe là mình tiến đánh đấu. Nên là tới đây người ta sẽ thối về, rồi sau đó người ta mới thúc mã lên.
Lúc này chúng ta lại đưa tượng về để phòng thủ trước. Thì các bạn thấy nếu mà tới đây người ta chơi tiến pháo qua sông, nó sẽ mạnh hơn cái nước là phi mã lên. Tại vì phi mã lúc này thì binh biên bên đây mất, mình sẽ bị quét trước biên nữa. Rồi chưa nói là mình sẽ bình xe ra để mà mình được một nước sức quân là đưa xe ra. Nếu như pháo kia bình vào thì mình sẽ sàng qua lộ này luôn, và chủ yếu là đưa pháo ra vào đây để mình thông đường pháo này. Đó, cho nên nước mã lên là mình có thể chơi như thế này. Nếu người ta bình vào bắc thì mình sàng qua đây. Thì bạn thấy là pháo lúc này thông, cho dù mã có bay xuống đây đè lại đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Lúc này người ta có thể là cắm chiếu, sau đó là nổ pháo qua chốt biên, là kết hợp tấn công. Cho nên nước lên mã này nó sẽ không mạnh bằng nước tiến pháo này. Nước tiến pháo này là người ta cũng muốn mã mình thúc lên, thúc lên bắt pháo này, người ta sẽ quét binh ngay, quét binh để đánh đấu con mã này, để giữ bạn. Người ta dồn cặp pháo và xe ở đây, người ta liên kết, người ta tấn công cánh này. Rồi mình đi một vài nước bạn nha, ví dụ mình phi mã nhưng bắt pháo lại thì pháo sẽ quét binh. Nó nếu lúc này chúng ta ăn pháo thì bên kia sẽ đọt lại pháo. Thì các bạn thấy lúc này người ta đang nhắm lại bên biên của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa, ta có thể là cắm đáy bất cứ lúc nào. Thứ ba nữa là tiến xe xuống hai nước là đánh thẳng vào trung lộ. Rồi. Người ta có rất là nhiều nước đánh lúc này. Tại tới đây nếu mà mình phi mã thì ta sẽ có khả năng ta sẽ tiến xe xuống đánh trung lộ. Còn lúc này người ta còn đứng đây, mã mình không thể phi qua lộ này được rồi. Còn muốn phi qua mình phải đưa xe qua cung, qua đây để mình phi mã xuống. Thì nếu như mình đưa xe qua đây thì trước tiên ta thói một bắt pháo, thói một bắt pháo thì đưa mình lên thành cái pháo văn. Lúc này ta lại phi mã rồi. Đó, nếu mình tiến chiếu là chống sĩ thôi, chống sĩ hoặc hạ tượng. Tới đây nếu mình tiến chiếu ta hạ tượng về chứ không chống sĩ nha. Tại vì nếu như chống sĩ mình quật pháo qua đây bắt xe hâm pháo trùng liền, thì lúc này các bạn người ta mới mình tạt qua đây bắt xe, thì lúc này xe sẽ tiến xuống bắt lại bên năm, tiến xuống bắt lại bên năm. Nếu mình ghim xuống bắt tượng luôn, ghim xuống bắt tượng luôn thì tao phi tượng lên thôi, và mình sẽ tiến xe xuống bắt mã, rồi mã tiếp tục phi lên đó. Thì lúc này người ta sẽ có đủ quân để tấn công ngược lại mình đánh cờ thủ như vậy thì nó sẽ mang tính chắc 5 năm lắm, cho nên là bên nào công nhanh bên đó là rất là dễ thắng. Cho nên đó là nước không an toàn, cho nên là cái nước mã ăn pháo này là mình không chia sẻ. Mình chia sẻ nước là mình sẽ qua đây chấp nhận lỗ chốt, chấp nhận lỗ chốt biên này để mà cái lực lượng của người ta nó tản đi. Còn nếu người ta cắm xuống đáy lúc này cũng không đánh được mình. Nếu mà lúc này cắm xuống đáy thì không đánh được mình, muốn chiếm thực lợi thì chỉ có quét binh biên thôi. Đó. Thà là mình cho người ta quét binh biên như thế này thì cái thực lợi người ta chiếm được, nhưng mà quân của người ta nằm nó chưa có sự liên kết chặt chẽ. Và tới đây mình sẽ chơi tiến xe để kẹp lại heo tượng này. Mình đang dọ nước sau là phi mã xuống bắt mã và bắt tượng. Đó. Nên mình phi mã xuống đây thì mã này phải bỏ chạy thôi, một lòng bỏ chạy. Còn lúc này ta thối xe về thì mình sẽ tiến chốt và giữ pháo, và sau đó vẫn duy trì được cái nước là phi mã xuống để mà bắt mã. Nói cho nên tới đây khả năng là ta sẽ thối mã về trước luôn, trước khi mà mình phi mã xuống để mà bắt quân. Nói thì lúc này các bạn thấy là tượng có thể chống hoặc chổi gì đó, hoặc là tiến pháo chiếu, hoặc là thối xe về phòng thủ. Thì cái nước tượng chống chổi này thì người ta sẽ tiến chiếu trước rồi người ta mới chống chổi sau, thì buộc mình phải lên sĩ. Đó thì lúc này ta mới hạ tượng về để né đi mã này, không không để mất tượng được. Cái nước hạ tượng này về nếu mà các bạn đánh không chính xác thì người ta sẽ gỡ hình rất nhanh. Nếu các bạn cầm xe bình qua bắt mã như thế này, người ta bỏ nghịch tượng này lại, thì lúc này các bạn thấy rằng quân mã này đang bị bắt rồi, xe này chưa thể ra, chưa thể ra được. Xin lỗi, mình còn sót một nước là bình ra đây người ta đọt mã ngay luôn. Ta đánh đấu chỗ này ta phi tượng rồi, hình ta vững lại, rất là tiếc, cái thành công của mình rất tiếc nha. Cho nên cái nước mà người ta hạ tượng về chúng ta không không có qua xe bắt ha, và chúng ta cũng không vội bình pháo vào để dọ tượng, không vội. Đây là cái nước không vội, còn mã lao xuống đây cũng chưa vội nha. Chúng ta lao mã xuống thì người ta sẽ có nước là bình pháo qua, vừa cản mã mà vừa mở đường cho mã này phát triển nữa đó. Cho nên nước lao mã xuống là nước giúp nước cho người ta, nên nước này mình bỏ qua luôn, mình sẽ chia sẻ là nước phi mã ở dưới lên. Thì tới đây các bạn thấy người ta có hai lựa chọn chính thôi, còn những lựa chọn yếu hơn nữa thì mình không nói. Ở đây một là chống sĩ lên, sau đó bình pháo vào để nhốt xe này lại, giảm đi tầm hoạt động và đồng thời bắt mã. Hai là người ta sẽ tiến xe xuống bắc minh năm đó. Còn nếu mà người ta đi một nước nào khác nữa thì các bạn thấy ở đây nó không có nước hay, tượng không phi được,
Còn nếu mà mã lúc này mà phi lên sớm quá rất nguy hiểm. Mã lúc này mà phi lên sớm bạn thấy là không thể phi đây, chỉ có phi lên đường này thôi. Và nếu mà mã phi lên đường này thì không mạnh các bạn. Ví dụ mã phi lên đây thì tới đây chúng ta sẽ dễ chơi con mã này hơn. Lúc này chúng ta phải lại được tấn công thêm mã này nữa. Đó thì sức công của mình lúc này là bốn quân đang rất là mạnh. Bên kia mã này chỉ có thể là quăng xuống biên thôi thì chưa thể kết hợp tấn công được. Như vậy là tới đây người ta nếu mà tiến xe bắc binh năm để mục đích chính là thông xe qua bên cạnh này để mà tấn công phối hợp với con pháo biên tấn công, thì tới đây chúng ta quăng mã hâm 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 sát trước, thì lúc này ta sẽ đưa pháo qua để ngăn cản lại. Thì lúc này mình đọt thẳng binh năm luôn, đọt thẳng binh năm thì người ta sẽ ăn là binh năm bắt mã. Thì các bạn thấy là mã mình không thể quay về, là các bạn quay về sẽ không có mạnh thế bằng các bạn đi thẳng xuống. Thì lúc này chúng ta quăng thẳng mã xuống để kích đấu luôn. Nếu như mã này đánh lên đấu người ta sẽ thua ngay, chống sĩ cũng sẽ thua ngay. Nước này rất là nguy hiểm vậy, nếu mà để mình lộn pháo xuống chiếu cũng thua ngay. Cho nên lúc này người ta không đấu cũng không được mà đấu cũng thua. Ví dụ như bây giờ người ta đánh mã đấu thì chúng ta không không ăn tượng nha, chúng ta phi mã xuống thì bạn thấy là không có nước cờ nào đỡ được nước cờ này hết. Thì ở đây nó có hai cách nè, chống sĩ bất cứ sĩ nào, và thêm một cách nữa là thối xe về để kìm lại sức pháo. Thì bạn thấy là bất cứ cái nước nào cũng thua, và nước thối xe là nước thua nhanh nhất. Nếu mà thối xe về thì mình đơn giản là mình xe qua đây sát thôi. Còn bây giờ chống sĩ bên đây lên, chống sĩ bên đây lên thì mình sẽ đạp pháo xuống tường để sát. Còn nếu chống sĩ bên kia, chống sĩ bên đây lên thì mình sẽ tiến thẳng xe xuống để sát. Thì lúc này mã không ăn về được các bạn, mình đang chiếu bằng lưỡng lưỡng tướng mà, thì tướng ăn ra thì pháo mình bình qua sát. Nó không có nước nào để đỡ được cái nước mã quăng xuống đây, nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà trường hợp không ăn mà chống sĩ thì các bạn thấy là pháo mình nổ xuống thì cũng không có nước nào mà đỡ được nước mã quăng xuống, mã quăng thẳng xuống đây để sát, hoặc là xe tiến xuống sát. Cho nên là cái nước mà xe mà tiến xuống Bắc Binh Năm là mình không không sợ nước này ha. Cho nên tới đây người ta sẽ chọn nước là chống sĩ, sau đó là còn nước là bình pháo vào, vừa bắt mã vừa nhốt xe thì nó sẽ ổn định hơn là cái nước mà tiến xe xuống là mình vừa giải thích. Rồi tới đây chúng ta sẽ bình pháo vào để dọ sát bên này, ép mã bay lên, ép mã bay lên để chúng ta mở đường công. Lúc này mình tạt pháo qua biên luôn, mình dọ nước sau là bình vào để tiếp tục tấn công vào cánh này. Tại mình đang tận dụng lúc này là xe đang kẹt bên đây, chưa có chỗ qua, chưa chỗ qua, mã này chưa phát triển được, pháo này cũng không có chỗ để mà đi. Bây giờ nếu như người ta muốn đi thì người ta có thể bình pháo qua ở lộ 2 này thôi, như thế này. Thì bình pháo qua lộ 2 này chúng ta không nên xem thường cái nước cờ này nha. Nếu mà các bạn đi không chính xác thì rất nguy hiểm. Ví dụ như các bạn bình vào dọ sát thì người ta sẽ phi mã xuống để chống nước sát, và đồng thời là dọ sát ngược lại. Thì nếu nếu mà mình bình ra để ngăn cản pháo như thế này tiếp tục dọ sát thì người ta lại tiếp tục quăng mã xuống để mà tấn công. Đó, lúc này người ta sẽ tấn công mình liên tục, cho nên nước pháo của các bạn mà đi sai thì người ta sẽ tấn công công mình, nói chung là khó đỡ đó chứ không dễ đâu. Như vậy thì tới đây chúng ta chơi là tiến pháo lên để mà bắt xe bên này trước. Thì tới đây có nhiều cách cho người ta lựa chọn. Một là người ta phi mã xuống để mà dò sát trước, ép mình phải đưa pháo vào để mà ngăn cản nước này. Thì tới đây các bạn có thể thấy là pháo thối về kích đấu xe, hoặc là thối xe về sau đó đưa qua lộ bên này, hoặc là tiến xuống để mà bắt bên nào. Đây là những nước có thể đi lúc này thôi. Như vậy cái nước mà thối pháo về, nước này nước không hay các bạn, mình sẽ đánh đấu ngay. Bên kia ăn lại xe thì lúc này mình phi mã xuống để tấn công, và phi mã xuống để tham gia tấn công, thì lúc này mình ngăn cản được xe pháo mã của hai bên này, gọi là một cái sức rã rời rất là xa rồi. Hai con ở tích nhà, hai con ở bên đây thì sẽ không đủ lực để mà tấn công. Ngược lại thì bốn quân của mình đó, lúc này là đang nằm ở thế công rất mạnh, và binh năm đang bị lâm le đó. Tới đây chúng ta sẽ rất là ưu thế. Nói cho nên nước đánh đấu là không hay. Còn bây giờ nước tiến xe xuống đây thì các bạn thấy là cũng không có chỗ đánh. Và nếu mà tiến xe xuống đây thì ăn vào binh năm cũng chưa có chỗ để đánh, cho nên là thối xe về nó sẽ mạnh hơn các bạn. Thối xe về vừa mang tính chất phòng thủ mà vừa có thể sẵn sàng chuyển cánh bất cứ lúc nào đó, nó sẽ mạnh hơn. Như vậy thì lúc này mình sẽ chơi phi mã xuống, phi mã xuống thì lúc này xe có hai nước để phòng thủ, một là bình qua thẳng bên bên chân pháo, hai là bình qua ngay chân mã. Nếu bình qua ngay chân mã là thua ngay,
Mình qua cảng Mã là thua ngay. Lúc này mình sẽ quật binh năm. Chiếu tướng thì bên kia các bạn thấy không thể sập sĩ chống sĩ được. Tại vì nếu sập hay chống thì mình sẽ pháo trùng vào để mà đánh sát liền. Đó, cho nên lúc này buộc phải kê xe vào giữa. Lúc này là buộc phải kê xe vào giữa. Lúc này mình lại quăng mã chiếu tướng. Đó, thì các bạn thấy tướng không thể ra được. Giải bí ngay. Còn nếu mà đưa xe qua bên cánh này, đưa xe qua bên cánh này để mà ngăn cản, vừa bắt pháo mà vừa ngăn cản nước chiếu của mã, thì mình cũng bắt pháo vào chiếu luôn, mình vẫn vào chiếu tướng. Thì lúc này người ta sẽ phi tượng, buộc người ta phải phi tượng. Thì lúc này mình dùng mã để đọt pháo luôn, để giải quyết đi cái mối hăm dọa này, mối hăm dọa đâm pháo trùng này. Thì lúc này các bạn thấy là xe không thể ăn mã hay pháo được. Nếu như ăn pháo thì mã sẽ quay về ăn lại xe mà dọa sát lại nữa, còn nếu như ăn mã thì pháo sẽ tiến thẳng xuống sát. Cho nên lúc này chỉ có thể là phi mã lên thôi, phi mã lên bắt pháo đầu thôi. Thì tới đây mình có hai biến, một là thối xe bắt mã, hai là thối pháo. Rồi giờ mình sẽ đánh biến đầu tiên là thối xe ha. Thì lúc này mã có hai phương hướng, quay về hoặc là tiến lên thôi. Bây giờ nếu tiến lên thì mình sẽ thúc binh để tiếp tục bắt mã, mã tiếp tục tiến xuống. Thì lúc này mình thối pháo về, thì các bạn thấy là bên kia không có vị trí để đi nữa, không có vị trí để đi, và nước sau không có gì có thể cản là mã mình bước lên để bắt đôi xe mã này. Bây giờ nếu như mã này chạy trước, nếu như mã này bỏ chạy trước để mà dọa là chiếu, thì mình vẫn là quăng xuống để bắt xe. Thì xe các bạn thấy là không thể chạy vào đây được, nếu chạy vào thì pháo mình tiến sát ngay, không thể chạy vào, chỉ có thể là chạy lên thôi. Nếu mà xe chạy lên thì mình chỉ đơn giản là thối pháo về một nước thôi, thì bên kia không có chỗ đi nữa. Còn nếu lúc này có tiếng chiếu đi chăng nữa thì xe cũng không thể vào đây bắt mã được, mình chỉ đơn giản ra tướng thôi. Thì xe lúc này buộc cũng phải đưa lên một nước, lúc này mình lại thối pháo về. Đó, thì bên kia cũng không có cách nào mà để mình vào để mà dò điểm nào hết. Bây giờ nếu mà có kê chân vào đây đi chăng nữa, các bạn thấy là xe đang chôn chân tại đây rồi. À, rất là khó chịu ở cái điểm này. Dưới cái trường hợp mà xe vào giữa như thế này, các bạn thấy mưa cậu. Nếu mà xe vào giữa như thế này thì chúng ta có thể là chơi dùng mã đột xuống tượng, à, dùng mã đột tượng để dò sát. Hoặc là các bạn có thể chơi là bình sang thẳng vào tượng cũng được. Ví dụ những nước như thế này nè, à, những nước như thế này người ta đánh lên, các bạn quật xuống chiếu tướng, tướng buộc phải xuất ra, buộc xuất ra rồi lại tiến chiếu tướng, nó tướng lại thượng lên. Nhưng mà thấy là bốn quân này mà chúng ta kết hợp tấn công, mà các bạn tấn công khéo thì nó sẽ ra một hình rất là đẹp, hình cờ rất đẹp. Ví dụ bây giờ chúng ta tiếp tục bình pháo qua để tiếp tục tấn công. Ở thì bên kia chưa thể nào mà kịp để mà đưa xe qua bắt mã và để mà công ngược lại đâu. Lúc này mình sẽ tiến chiếu thì tướng sẽ thượng lên, thì lúc này mình sẽ đọt xe ngay và thua ngay. Đó là mình nói cái trường hợp mà chúng ta đánh chơi chơi nha. Còn các bạn mà ưu thế như thế này các bạn phải đánh cực kỹ nha. Còn như trường hợp mã quay về đây thì chúng ta là chơi thối pháo về một. Thì các bạn thấy khi mình thối về vẫn nước là tiến mã xuống hăm dọa bắt xe. Đây là cái nước mà mình đang hăm dọa. Thì bên kia dùng thúc mã xuống giống như trường hợp vừa nãy, thì mình vẫn là thúc mã xuống y vậy luôn. Thì giờ xe tiến lên hoặc bình vô cũng giống y như vậy đúng không ạ? Giờ ví dụ xe tiến lên hoặc là bình vô, thì bình vô không được, phải tiến lên. Tiến lên lúc này mình sẽ thối pháo về, mã chiếu thì mình xuất tướng thôi. Bên kia ví dụ phi mã lên bắt xe, phi mã luôn. Thì này mình thối xe kích đấu là bên kia thua liền, buộc thua. Rồi để mình trở lại chút xíu nữa. Rồi mình đang nói trường hợp là mình thối xe về để kìm mã này luôn. Rồi trường hợp thứ hai là mình thối pháo. Thì bên kia có những nước như là phi mã lên này, hoặc là mã này phi xuống chân tượng, hoặc là pháo về bắt chốt đầu, hoặc là về đây để kê vào kích đấu. Còn về hoặc là về để kích xe, nếu mà về để kích xe là giúp cho xe mình về lộ này còn mạnh nữa. Cho nên là một là ta thể là về hàng này, về hàng này để mà kích đấu thì xe mình cũng về đây. Thì pháo này sẽ vô ích, đi nước cờ vô ích, cũng phải tiến xuống để mà bắt binh năm thôi. Cho nên là người ta sẽ chọn thẳng luôn cái biến là thối về bắt binh năm. Còn mà nếu mà người ta chọn cái biến mà quăng mã xuống biên thì nó vẫn y như lúc nãy các bạn, mình vẫn tiếp tục là quăng mã xuống bắt xe. Nhờ người ta chiếu tướng thì mình ra, hoặc là người ta chạy xe lên trước đi. Rồi lúc này mình cũng chơi thối pháo về, phi mã lên thì mình tiến chốt qua, rồi phi mã xuống bắt pháo thì mình lại thối về bắt xe, mình ép đấu chỗ này. Tại mình tận dụng lúc xe không đi được, những này xe chỉ có thể là thối xuống thôi.
xe thối xuống rồi, lúc này mình lại quay mã về bắt xe dò sát tiếp, ép xe phải ăn lên pháo, thì mình quăng qua chân sĩ lên chiếu, thì tướng bật can quăng xuống mình chiếu nữa là thôi ngay, tướng ở ngoài quăng đây chiếu thôi ngay. Đó, cho nên là sớm muộn gì cũng phải đánh cái nước thối về Bắc Binh Nam để mà tấn công Dung Lộ, sau đó là phi mã xuống ở lộ 2 này để tìm đường mà hăm dọa đầu lại. Đây là nước trước sau phải đi thôi. Đó, nếu mà trường hợp phi lên đây thì chúng ta bình xe ra bắt mã. Thì bên kia có hai phương án thôi, lên mã hoặc xích tướng thôi. Nếu lên mã thì lại thảm họa nữa. Thì xem mã mình đọc xuống là đang cướp tiên bắt xe tiếp. À, lúc này xe không thể ăn pháo thì chỉ có thể là tấn một, tấn một. Thì lúc này mình lại phi mã xuống nữa, đang dò sát thì tướng không thể sức được nữa. Nếu sức tướng xe mình nhập vào sĩ là luôn nghe. Ở tới đây không còn cách nào để chống đỡ được, chỉ có thể là bay tượng. À, nếu bay tượng thì mình sẽ bình xe ra một và thua. Còn nếu trường hợp sức tướng, trường hợp này là sức tướng thì mình đơn giản đọt mã thôi. Thì bên kia một là ăn chốt đầu, hai là ăn mã. Thì cái nước ăn mã là nước không phải, chỉ là những bạn mà mới biết chơi cờ thì mới, hoặc là chơi chưa có nhuyễn thì mới dùng xe ăn mã thôi, tại vì ăn mã là thua ngay. À, như thế này nếu ăn mã mình sẽ tiến pháp chiếu tướng. À, lúc này tượng buộc phải quay về, quay về xe mình đạp tượng chiếu, nó tướng phải thượng lên, mã mình quăng chiếu thì xe buộc phải kê qua, buộc phải kê qua, nó kê qua cho mình ăn không thì mất xe là thua rồi. Cho nên tới đây chỉ có thể là ăn binh năm, sau đó là quăng mã xuống để kiếm đường mà đánh đấu là thôi, để mà đánh công là thôi. Thì tới đây mình lại chơi thói xe một, là mình kêu quăng mã xuống, những ngàn quăng mã xuống. Thì lúc này chúng ta có thể là bình xe chiếu tướng trước cũng được, có thể là bình xe qua giữ chân chiếu cũng được, rồi cũng có thể là tiến chốt xuống cũng được. Ví dụ như chúng ta chơi cái nước là bình chiếu tướng vào, chúng ta bình xe qua đây là đang khống chế tiếp con xe này không đi được, và giữ luôn cái chân mã chiếu ở đây thì pháo mã này không hoạt động được. Còn trường hợp mình tiến chốt như thế này vẫn được luôn, tại vì bên kia không đánh gì được. Nếu quay chiếu thì mình sẽ sức tướng, pháo chiếu thì sẽ mã mình sẽ đá về. Ở cho nên tới đây này có thể là bổ sĩ lên, chẳng hạn là bổ sĩ lên, thì tới đây mình bình xe qua bắc sĩ, bắc sĩ dưới. Ở đây người ta có hai hướng chống sĩ hoặc sập sĩ thôi. Bây giờ nếu chống sĩ thì mình sẽ quăng mã xuống, mình đang dò sát vùng nước này, tiếng này chiếu. Các bạn thấy tới đây thì tượng không thể ăn chốt rồi, nếu mà tượng ăn chốt là thua rất nhanh. Đó, mình tiến chiếu tướng thượng lên là mình bình qua đây thua rất là nhanh, cho nên là tượng không thể ăn chốt. Nó vừa là nước này đúng không? Nó tới đây các bạn thấy tượng không ăn chốt được, và mình đang dọa sát nước này cũng không có nước để mà đỡ, tới đây buộc phải vô tướng trước. Tại nếu như để tướng nằm nguyên ở ngoài thì mình vẫn chiếu tướng thượng bình qua vẫn thua, còn về vô tướng trước thì quăng mã xuống cũng vẫn thua các bạn. Rồi đó, mình nói nước chống sĩ lên ha. Giờ nước hạ sĩ về, hạ sĩ về, tới đây mình có hai nước chơi. Một là thối xe bắt pháo trước để mình ngăn ngừa tất cả những nước có thể xảy ra. Hai là mình chơi quăng mã xuống, thì cái nước quăng mã xuống nó sẽ mạnh hơn là cái nước thối thối về. Tại nếu người ta thối về đây thì lúc này ta sẽ đọt pháo này rất là tiếc ha. Cho nên chúng ta để yên cái hình này ha, chúng ta để yên cái hình này, quăng mã xuống luôn, để yên hình này. Đó, khi mình quăng mã xuống tới đây người ta cũng không thể ăn mã được. Còn đây nếu như ăn mã mình bình xe chiếu luôn ngay như thế này, bình xe chiếu tướng buộc vô và pháo đâm sát ngay, đó là tiếp tục xe này vẫn bị nhốt. Còn tới đây mà ăn tượng lên thì mình quăng chiếu, đó, quăng chiếu thì tướng thượng lên, rồi hoặc là các bạn có thể chơi là bình xe chiếu và sĩ chống lên, thì nước nào cũng được các bạn. Giờ mình đánh, ví dụ mình đánh nước này luôn đi, rồi một chút mình sẽ quay lại nước mã. Nước mã là nước này nè, mình tiến chiếu nè, nó tướng thượng lên, lúc này mình mới thối pháo về để mà hiến dâng cho xe này ăn pháo để mình khống chế cái nước này trước. Tại vì nếu xe đọt pháo là sẽ thua ngay. Nếu xe đọt pháo như thế này mình sẽ bình xe qua chiếu, lúc này buộc sĩ phải lên, sĩ lên thì xe đánh thẳng chiếu, tướng chạy vào, chúng ta quăng mã về chiếu. Thì bạn thấy là tướng không thể xuống, không thể lên, chỉ có thể qua đây thôi. Bình qua đây thì pháo mình bình qua chiếu, còn nếu mà thối xuống thì xe mình sẽ tấn thẳng xuống để mà chiếu sát. Còn đó là nước mã quăng chiếu ha, bây giờ nước xe quăng chiếu cũng vẫn sát luôn các bạn, mà sát nó cũng rất là đẹp. Tới đây bụng là chống sĩ là không thể vô tướng rồi. Còn nếu như đem xe qua thì không được, đem xe mình đánh đấu ngay.
Như vậy thì tới đây người ta sẽ chống sỉ, các bạn thấy cái nước chống sỉ và nước hoa sen ha. Bây giờ nước chống sỉ, mình sẽ đánh một cái liên hoàn rất đẹp. Đây mình sẽ tiến thẳng xe đánh chiếu, mình phế xe luôn, phế thẳng xe này. Và nước phế xe này ép ép đối thủ người ta phải ăn rồi. Và nếu như mà người ta chạy vào thì không thể, là chạy vào thì cái thảm họa nó còn nặng nề hơn. Tại vì khi mà chúng ta đánh nước này, nếu mà tướng đã bình vào như thế này, các bạn thấy con mã này lúc này hoạt động rất là mạnh, mã hoạt động rất là mạnh. Các bạn thấy cái nước mã này rất là khó chịu. Ví dụ tới đây chúng ta bình xe chiếu như này thì tướng chạy ra, tướng buộc chạy ra. Chứ nếu như chống sỉ chúng ta lại giật ăn xe, mà tướng chạy ra mã quan chiếu, tướng buộc thuận lên. Đó, chúng ta lại tiếp tục chiếu. Đó, xe buộc phải ăn qua. Đó, chúng ta chiếu rồi tướng chạy vô. Đó, mình cho chạy ra chạy vô, mình chiếu một hồi lung tung bay một hồi với cặp phá thần mã này, chiếu rất là đã tài, rất là đã tài. Còn nếu mà trường hợp người ta ăn liền ở đây, là ăn liền ở đây thì các bạn thấy chiếc sát còn đẹp hơn. Chúng ta tiến pháo xuống chiếu, tiến pháo chiếu thì lúc này sĩ buộc phải phải chống lên, sĩ buộc chống lên. Chúng ta quăng mã chiếu, quăng mã chiếu thì tướng buộc thuận lên. Chúng ta phải thối pháo chiếu thì sĩ này sập bên nào cũng được, sập bên nào cũng như vậy. Chúng ta quăng mã, sĩ buộc chống lên, thối mã về đánh lưỡng. Những cái nước sát về pháo và mã nó rất là đẹp, nếu mà nó vô cái hình liên hoàn rồi thật sự chúng ta chiếu rất là đã tay. Tuy nhiên là mình chia sẻ, tới những nước ưu thế rồi chúng ta quánh sao cũng được, nhưng mà khi các bạn đánh thực tế á, các bạn nên cẩn thận nha. Nước nào mà sát nhanh nhất, lẹ nhất thì chúng ta chọn nha. Cái trường hợp như chúng ta bình qua đây như thế này, người ta chống sỉ lên, mình đánh chiếu như thế này, thì các bạn thấy nước nào nhanh hơn thì các bạn chơi nha. Chứ các bạn đừng có đánh lòng vòng một hồi mà chúng ta chiếu không hết thì chúng ta thua lại. Thì tuy nhiên thắng thua nó không phải là quan trọng, nhưng cái quan trọng ở chỗ là chúng ta đánh nó không không có chính xác nước thôi. Nói thì các bạn thấy nếu mà cái trường hợp như mà mình cứ mãi mê lo tấn công mà mình quên đi nhiệm vụ thì người ta sẽ đột kích mình ở điểm này, mình thua lại liền, rất là nguy hiểm nha. Cho nên là các bạn chơi các bạn chú ý nha. Còn nhiều khi chúng ta lợi thế là chúng ta hay biểu diễn lắm, đại đa số nha, hầu như là đại đa số là như vậy. Rồi sau đây mình coi còn cái chỗ nào để chia sẻ thêm. Tại vì thật chất là mình chia sẻ trong một clip thì như mình nói, mình không chia sẻ quá dài nữa, thì chúng ta sẽ nắm bắt nó rất là mệt mỏi, và đồng thời là có những bạn không đủ thời gian để xem. Thôi thì ở cái clip 19 này mình sẽ ngưng tại đây đi. Và chúng ta sẽ ở clip 20 chúng ta sẽ tiếp tục bàn ngay cái hình này luôn. Tức là nó sẽ còn rất là nhiều biến để mình trở lại chút xíu nữa các bạn. Trở lại để mình nói thêm cái vấn đề này thôi. Chỉ là xa xa chút từ cái đoạn xuất quân là. Tại vì một nước đi đi cách nhau một nước thôi thì ở đây là mới ở cái đoạn xuất quân khoảng 8 8 10 nước thôi. Rồi. Và đây các bạn. Tức là đây là những cái đoạn mà xuất quân, những nước mà có thể chơi. Thì ở cái clip 20 mình sẽ tiếp tục những cái biến gần như thế này để chúng ta dễ tham khảo. Như hôm nay thì chúng ta đang tham khảo về cái biến này. Cái biến là tiến xe kìm mã này. Đó, thì ở clip 20 mình sẽ có thể sẽ làm là xe từ ngà trước, hoặc là xe bình kích đấu trước. Thì lúc đó là chúng ta nên, nếu mà ví dụ mình nói sơ sơ nha, xe tường hà mình cũng chơi là xe này tiến một, còn nếu như xe bình ra kích đấu mình cũng chơi xe này tiến một nha. Ba biến này mình đều chơi một nước là xe tiến một hết. Thì tới đó mình sẽ đánh như thế nào thì mình sẽ chia sẻ clip sau ha. Rồi tới đây mình xin chào và tạm biệt các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe.